Rồi em xin chào cả nhà, chào toàn thể anh em đồng nghiệp. Hôm nay mình đi thăm bảy chục cả nhà. Vậy cả nhà coi video có hai cho một lượt like một lượt đăng ký kênh cả nhà, ủng hộ kênh em ra video nhiều hay hơn cả nhà. Giờ mới vừa tới điểm mà, giờ mình thăm năm cái này trước cả nhà. Cái bẫy em đặt trên đây mà nó vớt dưới đây luôn nè cả nhà. Đây, một con đầu tiên. Quá êm à. Nó hàng con đầu tiên nha anh em. Vậy có con số anh em hỏi là em đặt ngồi gì, em đặt mồi thơm nha cả nhà. Mồi thơm nó nhạy lắm. Mà thơm mà nếu mà có chuột là cái nào cũng dính hết cả nhà. Đây trên đó em đặt một cái nè, dưới đây một cái nè, dính hết nha cả nhà. Đây em đặt ba cái là dính hết ba con cả nhà nếu mà có chuột nha. Đa số là mọi lúa là mình đặt ở đường mòn cả nhà, đặt cống này kia mà cống mồi thơm nó cũng ngại lắm cả nhà. Đây còn cái nữa nè, đâu ta, bên kia cái này dám dính luôn á. Đó, con nào nấy bự quá anh em. Tới điểm luôn anh em ơi. Đây là con chuột cơm nè, chà bá luôn anh em ơi. Trời ơi nó mập, nó chuột bự có ký nghe anh em. Trong đây em còn mấy cái nữa. Được, có dính gì không? Ok này, không dính này. Nó đóng cái gì? Nó đóng cái gì đó? Nó đâu vô đâu cả nhà anh em. Đi sụp mà nằm rồi nè, con chuột đâu. Kỹ ta, đây đây đây, bên này dính rồi nè, chờ bá luôn anh em ơi. Khủng lồ. Đây còn cái nữa nè. Cái này dính luôn không? Dính luôn anh em ơi. Quá êm rồi.
Đây làm con tôm đi anh em ơi. Đó, bẫy nhỏ nha. Con này chắc đối dữ lắm thì sẽ mà thấy nó dùng dữ à. Một em. Và đây thêm mấy em nữa. Cái đó thấy không dính này. Thua anh em ơi. Cái này là thua nè. Ôi, trong này thua hết rồi. Thôi dừng luôn anh em ơi. Thịt mình làm mà không biết chín không. Còn dính. Con chuột chà bá luôn. Quá đã anh em. Nghe còn dính luôn không. Đang đây còn cái nữa nè. Cái này không dính này. Trời ơi nó vô nó ăn mồi luôn không dính chạy. Nè nó ăn muốn hết luôn nè. Rồi cái này không dính luôn. Cái này cũng vậy luôn. Thôi dừng luôn anh em ơi. Kiến vàng. Đây làm con chuột cơm. Đặt mà dính gì mới đã anh em. Bên đây còn cái nữa nè. Không biết cái đây dính không. Rồi cái này chết rồi. Đây con chuột cơm. Rồi nó bự. Đang còn hai cái này không dính này. Thấy là đầu chuột đi ni mà cũng bự nha. Dạ. Đâu ta. Đây đây. Bên này đây. Lụm liền thấy chưa. Kẹt đuôi. Hai con. Đây là thêm con nữa. Đó. Đây hai cái mà quay đầu dính con nhỏ xíu à. Rồi dừng luôn anh em ơi. À dính này nè. Mở bảy vớt tắt luôn rồi. Con bự bự chà bá luôn anh em ơi. Đây làm được một em nữa. Con này vừa vừa. Đây 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 đứng nữa nè. Con này bự ạ. Nó mập. Để con cái nữa nè, dính luôn không? Ừ, dính luôn. Ba cái ba con. Quá phơi nè mày.
đây sụp nào mới chín gì đây. Con chuột cơm chà bá luôn, bá đất rồi nè. Em còn cái thôi nè, cái này chín luôn không. À, cái đó không dính này. Đây làm con chuột cơm nữa, trời ơi hai con luôn, con này kẹt đậu chết luôn hay gì vậy. Ủa, con này chết luôn rồi, kẹt đầu cả nhà. Vô luộc hai con mà vô không kịp với cả nhà, kẹt đầu con. Còn thêm còn cái nữa nè. Đây cái này dính luôn, chặt bá luôn anh em ơi, quá phơi. Đây còn có mấy cái nữa em giao tổng một quả luôn cả nhà. Đây con chào bá luôn, kẹt đuôi. Đây còn cái nữa hết điểm rồi, cái này không dính này. Giờ em tổng quả luôn cả nhà, nay đi được như đây à. Nãy kiếm mấy chỗ cống mà không có cả nhà, được mấy chục cơm. Để em đếm thử bao nhiêu con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 con cả nhà. Nay thành quả được 25 con à. Nay thất thu nữa rồi. Hồi cuối video cả nhà có thấy hay cho một lượt like, một lượt đăng ký kênh cả nhà. Em giao video nhiều hay hơn cả nhà. À, em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em mấy tháng qua nghe cả nhà. Em chân thành cảm ơn cả nhà nha. Rồi, bye cả nhà.